lễ. Làm lễ gì? Làm lễ ông bà là người quá cố. Ừ. Cái người quá cố là người chết, còn người hiện tiền là người sống. Ừ. Làm người quá cố trước, làm người hiện tiền sau. Ừ. Đó, rồi sao rồi cái đầu tới là ông bà mới tới cha mẹ, rồi mới tới là bác anh em, chứ bác nó cũng chưa làm trước được. Cha cái mẹ là, trước. Là làm lễ gì? Lễ này là làm lễ mà người ta kêu là làm lễ, kêu cái gì lễ gì đụng phụ, nói tôi quên. Phụ tiền á hả, là cái gì? Làm lễ thì tiền á, tiền là cái người sống, là ông bà người sống. Ừ. Đó. Là người chết trước làm trước, người ta kêu mới nói tôi quên cái đó. Trời ơi trời. Sao quên? Tôi đi theo ông bà mấy ông đám cưới tiệc rồi tôi cũng học hỏi chút đỉnh lắm, nhưng mà cái khi nói rồi mình lắc mình quên. Gan ồn rồi coi. Ồn chi nữa. À, chừng nào tới cháu ngoại tôi hả ông? Có chưa? Có cháu ngoại chưa? Có rồi hả? Bảy lớp đây rồi. Trời. Bà cháu rồi. Ngoại học lớp 7 hả? Đụng mày nữa là công an giao thông bắt mày. Trời ơi. Ghê vậy? Công an giao thông bắt tôi trời. Bắt đâu khơi khơi trời. Ai làm tội gì đâu bắt. Bắt nó nói ông ơi bắt con nào là bỏ con nãy luôn à. Tôi giấy tờ này đủ nghe, không thiếu giấy gì luôn nghe. Không có thiếu giấy gì hết á. Bởi vì mình đủ giấy rồi thôi, còn không đủ nó bắt đi luôn. Bắt đi đâu? Bắt cho mình đi luôn. Đi đâu rồi đi luôn? Đi cải tạo hay đâu? Đi vô xa biệt chục luôn. Biệt chục thì đi đâu trời? Hết xạo luôn. Còn ông xạo lắm hả cháu? Nãy ta thấy ông không ở ngoài ruộng làm cái gì? Ở đầu lúa cái gốc chìm của cái trời. Sao mà cái ốc bu vàng cái gì, sống bắt ốc bu vàng chim nó cắn đọt cái gì, nó mổ co học lúa ăn không còn học. Trời ơi sao kỳ vậy? Trời ơi gặp chim mà 300-400 con bậy nó ra cây con chơi cây lúa chưa mà mổ học cây lúa nó mà ăn. Trời ơi ăn cây vừa ăn học luôn. Trời đất ngang lấy cái non đó. Vậy nó mắc cái lời hay sao thì đó cây á. Trời ơi mà chưa thấy cái video rồi tôi thấy mới chốt rồi. Đậu cái cây đang con cái đường này nè, dắt cái đường đậu từ đây tới ngoài luôn, nằm dưới đường. Ừ. Chim á hả? Chim sẻ hả gì? Kiểu chim như giống chim sẻ quá. Nhìn chứ nó còn cù hả về đó. Phải không? Bị kêu chúng biết kêu chim gì? Mấy chim cù hả về đó. Chim cái loại chim này nè, chim đồng á. Kêu ở dưới cái lường nó vàng vàng phải không? Đâu. Ừ, đúng rồi, như mấy con chim đó nó không giống chim sẻ mà nó cỡ như chim sẻ vậy đó mà nó nhỏ hơn chút xíu hả vậy? Mà cái ớt nó dưới vàng vàng. Mà tôi bắn vô cái hàng rào nó cồn tơ rồi nó hù lên hù, tôi bắn vô hàng rào nó cồn quá trộn. Bắn nặng thung hả? Ừ, nặng thung của ông cố này quấn. Bắn khi nó đi xa ở đâu trăm thước, có khi nó đi đâu chừng 2-3 thước. Bắn, trời ơi, trời ông bắn cái đó không phải biết bắn mới được, nó giật ngược lại cái chết à. Tao đạm như là nặng thung không biết bắn. Cái loại đó nó xài viên đạn nhỏ đó, đạn sắt á. Đặc biệt nó lọt vô cái lỗ nó mới ấy không. Đụng mà tao cắt cái miếng ấy, tao chơi miếng bự rồi tao mới bắn mới được. Ừ. Tao quay lại tao bắn. Chứ không ấy vô bắn bật ra 10 thước. Ừ. 5 thước, 6 thước rồi, nhiều cái tức mẹ bà nổ cái chục cục nó cũng sao không điện tôi về tôi bắn cho. À, cắt dây liền bỏ tôi làm nó lấy dây thun tôi làm như có nhiều đâu. Giỏi lắm mà ông bán lúa xong trả tiền tôi giữ chim cho ông đâu. Ừ. Ừ. Sao người ta không dựng cái gì cái hình tượng gom hay gì đó? Gì đâu. Nó sợ gì đâu. Không sợ hả? Rồi nó không sợ. Ông bóp rồi mà còn sợ. Ông đi xuống cho đó còn chưa sợ nó dựng cái hình lộn lên hay không ta dựng. Đó mà dựng. Quỷ ma dựng. Con hèn ra. Đó là chống chân đó. Nước vô chống chân. Sao năm nay hì cái cây ấy đắng cái năm nay nó ăn lúa nó lên của đại ca nè. Ừ. Ăn xong cái đậu đó trời rồi số nhảy xuống quất lại lên đó quất xuống bên đó. Ừ. Đó còn không nghĩ mẹ từ 500 con dư gì trời thánh tiền thôi trời 500 con mà nó chịu mổ hơi là không còn cây lúa. Bởi vậy tôi nói là có ý hai bữa tao quên đi mẹ cái dựng nó lên đây cái chừng vô rồi gặp trời rồi ở này giữ 3-4 ngày luôn hỏi mình nữa. Ông ngủ đây dữ luôn hả? Từ sáng chiều luôn. Chiều lúa nó. Ngủ con mẹ vậy tôi thằng cái giỏng chỗ cái ấy đặng rồi cái đừng ấy đặng rồi.
búp ở đây, búp ở đây hoài vậy đó, mà nó còn sợ nữa, nó còn mắc đi tới chỗ trời nó. Vậy lúa lên bay lớn vậy là có ốc bu vàng chưa? Ốc bu vàng ốc nó bỏ xịt hết rồi. Vậy hả? Mà bây giờ lên cũng đâu có sợ được. Ốc bu vàng làm như nó ăn đâu trong đất luôn. Nó ăn vài bữa cái nó nổi lên nữa. Mình xả rồi 3-4 ngày đó. Thấy không? Ừ. Nó có nước vô nó bứt cái trần mà. Ừ. Ừ. Ăn mộng á. Mình lúc đó mình mới xịt rồi. Lúc mà giờ chạc rồi đó. Ừ. Chạc xong rồi trơn đó là bắt đầu đánh được nước con đầu đó rồi mình xịt. Xịt cái nách này chiều nè. Ừ. Rồi mơ cái sáng xả nước bỏ xả lúa rồi xong. Ừ. Có mưa xuống cũng sao mà bên kia, mà nếu mà mưa mà lúc bờ thì bên kia nó qua nữa thì làm cũng vậy thôi. Ừ. Còn mình làm gì mấy người khác tao không xịt cũng vậy. Hôm dài đó lúc bờ luôn rồi tự cũng tự do luôn. Ừ. Vậy. Thì qua có làm gì không? Gì? Làm gì không? Qua đi uống nước chơi với ông Min thôi, nói chuyện chơi vậy. Qua nãy qua lúc ăn cơm sao? Qua lúc 1 giờ. Chúng tôi mới ăn xong hết rồi. Thời ơi 12 giờ mấy chưa ăn, nó bụng với mệt như vậy, nghỉ chút. Ừ, hồi sáng có làm trong này hả? Cái hoa lúa kìa. Ừ. Bánh cái này làm gì? Gì? Không đi chơi gì? Thật vậy. Trời làm gì, từng khi làm 2 ngày có, 3 ngày có, 1 ngày có. Vậy có làm là êm rồi. Có tiền ăn sáng. Có làm là cháu anh ta. Xanh mượt mà người dân nó ấm, xóm làng hạnh phúc biết bao. Mà nay đồng cháy ruộng khô cằn, bao nỗi thương sầu mẹ ơi biết chăng. Vì đâu nặng gánh thiên tai, làng quê ngập mặn gây khổ sầu muôn nơi. Buồn thương nhìn ánh trăng trên trời, lòng con khấn nguyện mẹ hiền cứu nguy bao người. Giờ đây sầu thương nhân thế muôn điều tóc tan, mẹ ơi khóc cho chúng sanh lầm than. Giữa cơn dịch bệnh biết bao người nay đã mất, cuối xin mẹ hiền cứu độ dân làng bình an. Người